ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, vậy 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 giúp em với anh nhờ. Anh đợt kia có cái chị kia bị ai quẹt xe té xỉu đó, anh lại chở chị bệnh viện giúp em với anh. Ủa cái gì vậy má? Má đang ngủ vô làm sùm tụi gặp ác mộng không á? Dạ thông cảm giúp em, tại chị nó nguy cấp lắm rồi, bây giờ anh chở chị đi bệnh viện giúp em chứ không là anh hưởng tính mạng của người ta. Anh vậy đó. Ê, nó nghe nè, rảnh quá tự đi lo đi, tao không có rảnh. Mẹ mày nói sống chết kệ mẹ nó chứ mày kêu tao làm gì? Thấy chỗ tao đang ngủ không vô phá mày. Anh nói chuyện gì kỳ cục vậy anh? Người ta sắp chết rồi anh lấy sắp chết mà không cứu hả? Mày mới kỳ á, mày đi chưa? Tôi phải ngồi anh luôn á, gặp cái chuyện như vậy cũng cứu nữa. Mày tao thù nhất là mấy đứa phá giấc ngủ của tao. Anh ơi, giúp em với. Sao vậy? Đằng kia có chị kia bị xỉu á, anh chở chị lại vô bệnh viện giúp em được không anh? Lại. Dạ. Đây nè anh ơi, anh đỡ phụ chị lên giúp em với. Chị. Anh đỡ chị giúp em. Dạ. Chị nói lên. Dạ. Tắp đầu xe vô. Anh này, anh làm cái gì vậy? Mày tắt máy đi rồi nói chuyện với tao. Anh làm cái gì vậy hả? Anh có cất cái xe của anh đi cho người ta cứu người không? Nãy mày chửi ai? Tôi không có chửi anh nha, tôi chẳng qua chỉ nói cái điều bất bình thôi à. Mà sao anh ngộ quá vậy? Anh đã không cứu người rồi, bây giờ người ta đi cứu người cũng cản trở là sao? Anh có biết nếu như chị này mà có ảnh hưởng tính mạng gì á là anh chịu trách nhiệm đó nha. Trách nhiệm cái con mẹ mày chứ trách nhiệm. Mày giỡn mặt với tao hả? Mày được quyền phá với ngủ người khác không? Còn mày biết hồi nãy là hả, bề trên đang cho tao số đề để đánh, mày kêu tao dậy rồi tỉnh mẹ nó biết gì nữa rồi đánh. Nè, anh đừng có quơ cái cây như vậy nha. Tôi nói cho anh biết, anh không có số gì liên quan gì tới tôi. Tôi đi cứu người chứ liên quan gì tới anh hả? Mà với lại nha, bây giờ anh mà không có đánh chiếc xe này đi á, tôi la lên cho mọi người tới á. Là, mắt mày nhét cái cây vô họng mày á, lao. Ơi người ta, anh này nó quýnh tôi nè mọi người. Anh Như Quân, thằng này nó quýnh em nè anh ơi. Con em, câu chuyện tao á. Tìm mình đi anh ơi. Gặp toàn cái thứ gì đâu không? Bắt dịch. Mẹ nè, chật lứt nữa rồi. Gì mà xui như chó vậy trời. Mẹ con quỷ cái nó không kêu vậy, giờ này lụm mấy chục củ rồi. Mẹ, tao đi kiếm đập cho mẹ một trận. Mày thiếu tiền chị tao hơi lâu rồi đó, trốn cũng kỹ lắm nha thằng nhóc con. Dạ em đâu có trốn đâu hả anh. Dạ không thấy à. Hai anh thông cảm, về nói chị giúp em. Ngày mai em hứa ngày mai có tiền em trả cho hai anh liền. Hứa không? Cho cái vô đầu rồi chứ hứa với tao mày. Anh ơi, đừng làm gì em sợ anh. Dạ thôi thôi. Nếu ngày mai không được thì bây giờ em trả luôn. Dạ em có tiền . Đợi em xíu. Cho em đứng dậy em lấy tiền cái. Thôi, tao biết nhà nó ở đâu rồi. Gửi nó chị cho mệt. Ê anh chạy nhảy mắt đâu vậy? Mày đi đứng cái kiểu gì đụng giống như sắp đặt vậy. Ê, tao nhớ mày rồi nha con nhỏ kia. Mày có biết từ cái hôm mà tao gặp mày là biết bao nhiêu chuyện xui rủi nó đeo bám theo tao không? Mày thích lo chuyện bao đồng đến chứ gì, đúng không? Hôm nay tao cho mày lo chuyện bao đồng. Ê, khoan nha. Nè, nói cho anh biết nha, anh đừng có đụng vô tôi nha. Tôi là dân có vợ đó. Xem nè. Buông tôi ra. Nè, tôi nói cho anh biết, tôi là đàn em của chị Chính Nghĩa đó nha. Chính hả? 9:30 hay 10 gì tao cũng chơi đó, mày hiểu không? Buông ra. Mày là chó nào hả? Sao ngon quá ha chị. Ở địa bàn của tao mà mày cũng dám quậy nữa. Chị Chính Nghĩa, chị, cái thằng này á là cái thằng du côn côn đảng nè chị. Chị biết không, nó thấy người ta sắp chết nó không cứu nha. Đã vậy em cứu người hả, nó còn cản trở em nữa. Rồi bây giờ nó kiếm chuyện, nó gây ảnh hưởng đến một người công dân lương thiện giống như em. Chị Chính Nghĩa, chị quýnh nó tơi bời cho em đi chị. Cũng nhiều phốt quá ha. Vậy tính sao? Chị ơi, tiền nợ từ em trả. Em hứa là em sẽ trả đủ cho chị mà chị. Tiền nợ là một chuyện, nhưng đây là còn vấn đề đạo đức nữa. Tiền nợ tao cho mày khất được, nhưng cái chuyện mà dở thói côn đồ, ăn hiếp công dân lương thiện tao không bỏ qua đâu. Chuyện có đáng là bao đâu. Mày kiếm chuyện hả? Mày muốn giang hồ đúng không? Tao cho mày lên phường giang hồ. Chị ơi. Đáng rồi, mày đúng con mày thấy chưa? Chính, chị đúng ngầu luôn á. Trời, em biết ngay mà, bây giờ em chỉ cần gặp Nguyên một cái, em chỉ cần la Chính Nghĩa là chị xuất hiện liền. Hay quá ha.
Mấy cái này chỉ có trên phim thôi, chứ ngoài đời làm gì có. Gặp mấy cái thứ không biết lý lẽ vậy là mân né ra giùm. Em biết rồi. Vinh, khoan đã, cho em hưởng tí hào quang của chị nữa đi. Vinh.